Su xin chào tất cả các bạn. Các bạn đã xem video clip của tụi mình ở tập trước chưa? Kênh Thái Anh Children TV. Tuần này bọn mình sẽ đóng một cái video clip vui và nhộn và hài hước hơn. Tí có đồng ý không Tí? Yeah, đồng ý. Bây giờ Su sẽ hỏi Tí một số loại quả, nếu Tí trả lời đúng hồi nữa Su sẽ có một thách đấu dành cho Tí. Tí có đồng ý không? Tí đồng ý. Rồi, bây giờ Su sẽ hỏi nha. Quả gì mà chua chua thế? Xin thưa rằng quả khế. Quả gì mà da cứng cứng? Xin thưa rằng quả trứng. Quả gì mà bao nhiêu áo? Xin thưa rằng quả pháo. Quả gì mà lanh lông lốc? Xin thưa rằng quả bóng. Quả gì mà ga chim chí? Xin thưa rằng quả mít. Quả gì mà to to nhất? Xin thưa rằng quả đất. Tí thật là giỏi các bạn ơi. Rồi, tí nghe rõ phần thách đấu của Thu nha. Chúng ta sẽ thách đấu nhau là ăn xoài chua chấm với muối ớt cay lắm á. Trời ơi, xoài chua mà chấm muối ớt chắc là ngon lắm này. Chua chua cái cay cái mình. Su su cho mình mượn cái khăn đi, mình chảy nước miếng rồi. Khỏi cần khăn, chỉ cần lấy cái áo kìa. Trời, áo mà không đâu. Tí nhìn nè, những mảnh xoài Su đã cắt ra giống như cái sợi mì vậy đó. Há miệng ra Su sẽ đút cho Tí một miếng. Thôi đừng có mơ. Trời, Su cho Tí mượn cái khăn chỉ chảy nước miếng. Thôi lấy kia áo mà lau. Đó, Tí phải cầm từng sợi một, anh từ nhỏ đến lớn, chấm vào muối ớt này. Su nói gì? Trời ơi, sợi mì này ăn vậy uống su, chấm muối ớt uống su. Chua cái cay mà. Chua quá. Cay quá. Trời ơi. Rồi bắt đầu đi Tí, mình xin ngồi đây đếm coi Tí ăn được bao nhiêu. Cay quá. Đây là một cọng xoài vào. Xoài bào này rất cay nha các bạn. Một cọng. Cay quá. Ba cộng. Ngon. Rất chua. Rất là cay. Bốn cộng. Rồi xong. Cọng xoài nè, chấm muối ớt nè. Ngon quá. Đây để Su cầm nhìn Tí cho. Trời ơi mấy cọng xoài này chắc ăn đến tối chưa xong quá. Nhiều quá đi. Nhanh lên đi. Từ tí chú làm gì cứ vội vàng vàng vậy. 7. Ừ,
Xoài dùm ngon ghê. Mùi chín. Thương chị nước miếng hay kìa. Đâu có, đâu có, mồ hôi của tôi chảy ra mà. À, đây là giọt nước miếng nè. Đâu có, mồ hôi của tôi chảy ra đây. Trời ơi, sao chua quá. À, xin chị nó biết nè. Tôi có mồ hôi của tôi mà chứ. Trời ơi, thế mới lâu rồi nè. Mồ hôi chảy xuống thì phải nhau chứ. Chắc xù xào thì có. Xuân chảy nước miếng kìa. Có mồ hôi mà. Mồ hôi mà. Nè, đây là giật nước miếng mới chảy nè. Mồ hôi mà. Xong rồi. Tí đã hành hành nhiệm vụ ăn xong à, xài chua chấm với muối ớt rồi các bạn ơi. 200 miếng xài thì tí đã ăn xong rồi. Tạm biệt các bạn. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các Hẹn bạn. Hẹn gặp lại các bạn trên kênh Thái Anh Children TV. Thank you.